chào mọi người. Đấy, kéo cái sống trà xuống nói chuyện. Chào mọi người. Trong này để quạt ồn quá. Chào mọi người, hôm nay mình đang ở tiệm đồ cũ. Đồ cũ nhỏ thôi, nhưng mà nhiều đồ. Ok. Tiệm đồ cũ thôi, tiệm nhỏ thôi, nhưng mà nó đem về rất là nhiều đồ bán. Đủ đủ mọi thứ luôn ha. Máy móc cũng có nè, quạt cũng có nè, ly chén tách. Chuyện này nó nhỏ thôi. Ghế này đẹp không ta? Ghế này đẹp. Có ớt nè. Áo quần cũng có. Có đầy đủ mặt hàng. Có đầy đủ mặt hàng. Bộ bàn ghế. Bộ bàn ghế kiến này đẹp. Nguyên một bộ luôn. Bao nhiêu tiền ta? Okay.